Bobacho lên đường giải cứu thế giới khủng long. Kéo bánh đà kích hoạt động cơ mạnh mẽ, bánh xe răng cưa vượt địa hình điêu luyện, kết hợp cùng xe tải siêu to khổng lồ sẵn sàng băng rừng lội suối, thùng xe siêu rộng, động cơ cực khủng, bắn đạn thần sầu giải cứu bạn khủng long T-Rex. Đón xem phim Đội Chó Cứu Hộ mùa 7 phần 1 Giải Cứu Khủng Long từ ngày 15 tháng 5 thứ hai, thứ sáu và chủ nhật vào lúc 17 giờ kênh CTV và 17 giờ 30 kênh BBTV cùng khuyến mãi hấp dẫn lên tới 30%.